ngàn năm mở hội khoa thi đất Nam Việt tại thì núi Cấm. À, Trần lập hội nổ ba tiếng sấm, đá cát bay núi lở tan tành. Phất Hương Sơn có một cái thành, trời sắp sẵn để giành lập hội. Đó là năm mèo tháng mẹo chưa buồn, năm mèo tháng hợi lỵ tuôn dầm về. Vậy mà chưa mấy ủ ơi, trung ương gồng lộn ê hề thay phơi. Thì tại sao mà gọi là ê hề thay phơi? Thì lớp là chiến tranh, dịch bệnh, ê hề thay phơi. Đó, lớp thì chiến tranh nè, dịch bệnh nè. Thì mới có vậy thì mới ê hề thay phơi, chứ làm sao mà ê hề thay phơi. Gắn lộn gầm, nhân dân sanh giặc, xà cắt cổ tần hương khởi đến. Đó thì cũng nói về năm 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 tỵ năm thìn. Đó thì những cái khổ sau này á là thầy nói quá rõ rồi. Xe tan vừa thoáng qua mau, đưa người hôm trước hôm sau đưa mình. À, ai rồi cũng án tử hình. À, khác nhau ở chỗ thời gian ngắn dài. Vô nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính đức Phật thầy, xin kính chào toàn thể quý cô bác. Thì hôm nay những cái buổi lễ của di tịch của Đức Phật Chùm thì cũng gặp được tới đây, cũng mong là tỷ gieo duyên đôi lời sấm truyền trong cái thời mặt pháp này như thế nào cho bà con cùng nghe. Và Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Nam mô chư vị Sơn Thần, chư vị Long Thần hộ pháp, gia hộ chứng minh cho con được đó là nhắc lời của Đức Phật, Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Thì như là trong giảng thầy á, thì nói là mắt nhìn ngoại quốc thảm thương, Nam vang cảnh khổ cũng kề bên tai. Thì quý vị thấy bây giờ đó là ở ngoài nước ngoài có thảm thương chưa? Thì đó, thì trong một đoạn nữa thì cũng có nói á, trong đời này ít người hiền đức, kẻ ác gian chặt đất đầy đường, hạ ngôn này trừng phạt thảm thương, thế giới trước Việt Nam sao chót. Thì đó quý vị thấy đây ở ngoài thế giới giờ trừng trị rồi đó, thì đây thì cũng tới Việt Nam mình thôi. Tôi cũng xin đó là chia sẻ lại những lời đó là của Đức Phật, Đức Thầy cho quý vị nghe. Cơ trên cơ luật mà bắt đầu xem xét người khắp cả địa cầu, sổ thiên đình trời đã tóm thâu, cho chúng biết cơ tàu khởi sự. Đó thì là giờ nước ngoài đó là cái chiến tranh tùm lum rồi đó quý vị. Chiến tranh đó là do cái cơ trời diễn ra hay gì vậy? Thì là cái cơ trời là phải là khiến xui, cái cơ trời để khiến xui là có loài người mình là đánh nhau chém giết lẫn nhau như vậy đó. Nhân quả ha. Đúng rồi, tại vì là cái loài người là hung ác quá, cho nên là ở ngoài nước ngoài phải xử trị chưa trước, cho nên để Việt Nam mình nhìn thấy đó đó mà tu cho gấp gấp. Nhưng mà Việt Nam mình là cũng tu nhiều lắm rồi đó. Vì bên Việt Nam mình có tu cho nên cái sự mà thảm họa hay là nạn tai nó ít, nước ngoài nó nhiều hơn tỷ. Ở đây nè, sự còn mắc đổi thay trái đất, trong 10 phần hết 7 còn 3. Ngày hành phạt phân xử của cha, khắp thế giới khóc la đền tội. Đó, nhìn thấy thế giới có khóc la đền tội chưa? Đó là như vậy đó. Phép ngũ lôi phân xử ra sao, lửa tam muội lan tràn trái khắp. Đó, tới đây là nó sẽ như vậy đó. Tới cái thời kỳ khổ rồi á, tới cái thời kỳ khổ rồi á thì ở đâu cũng khổ. À, như trong một đoạn á nói á, ở đâu cũng khổ muôn ngàn, chớ đừng mơ tưởng mà chạy sang đất người, giành ăn chém giết lẫn nhau, pháp lực bắt tài gì bởi loạn chung. Tới cái thời kỳ đó thì pháp lực đó là cũng bắt tài luôn, vì lúc đó là loạn rồi.
cho nên nó là ai á là cũng tự mình nó là giữ thân mình hết. Chị có thấy cái thời hạ quan người ta tàn ác quá không chị? Giống như con giết mẹ chặt đầu mẹ đó chị. Thì cái thời này á là nhân dữ vật quần lai bổn tánh đó. Thì cái thời này á là nhân vật là quần lai hết rồi, người nó ra người mà quỷ ma ra quỷ ma đó. Đó bởi vậy đó thầy mới nói là nhân dữ vật quần lai bổn tánh là vậy đó. Đó thì đây tôi nhớ là xin chia sẻ một đoạn nữa là khắp thế giới từ nay khắp nước à, lực định rồi thượng đế chiếu phê ngồi hiện lương đừng có dụng về gán mà học cơ trời báo trước đó. Nó kêu quá là ngồi hiền lương đừng có dụng về gán mà học cơ trời đã báo trước rồi mà tại sao mà không học đó. Thì trong kinh Phật cũng có nói như vậy, ngồi hiền lương đừng có dụng về gán mà học cơ trời báo trước đó. Kêu bá tánh từ đây lo gấp thì quả mai còn được ngồi yên đó, nếu không lo thì chớ trách phiền đó. Trời khỏi trách móc Phật tiên không cứu đó, thì lúc đó là thà là đừng có trách móc mà nói là sao Phật tiên không cứu mình đó. Các con ơi gán nhìn cho kỹ quả địa cầu chuẩn bị đổi thay, màn hạ nguyên cha đã an bài, con muốn sống từ nay nhất nguyện. Nhất nguyện là sao? Nam mô A Di Đà Phật là mình phải nhất tâm mình nguyện Nam mô A Di Đà Phật đó, là từ nay nhất nguyện đó. Phật cũng là dạy dỗ mình á, nếu mà muốn sống á là từ nay phải nhất nguyện. Cho nên á là hôm nay á tôi cũng là được một cái nhân duyên á là về á là dự lễ của Phật Trùm đó, thì là gặp các đệ ở đây tôi cũng xin là nói lên đây để mong là quý vị nào nếu có duyên nghe được là những lời tôi nói đó, rồi là gán mà hành trì theo những lời Phật dạy đó. À nè, đây cũng có một cái đoạn nữa là khắp thế giới chịu thời xử trước, còn Nam Thành lực xử sau cùng đó. Luật cơ trời lưới bữa tứ tung à, một mảnh lông cũng không trốn thoát. Thì là nếu mà mình không tu á thì không có trốn đâu thoát hết đó. Rõ ràng đó đó, một mảnh lông cũng không trốn thoát mà. À, vậy bây giờ khi mà mình tu ở cái thời hạ quân này là sẽ được chư Phật che chở ha chị? Đúng rồi, thì là nói là bền lòng niệm Phật thì Phật lo cho mình mà á, cứ bền lòng niệm Phật thì Phật sẽ lo cho mình. Còn cái khi mà bây giờ dịch đang trở lại này, chị tỷ có nhận định về dịch bệnh này trở lại nó sẽ bùng phát không chị? Bùng phát là có bùng phát đó, nhưng mà để một tí đó rồi tôi nói cho nghe đó, một tí nữa rồi tôi nói cho nghe là tại sao đó. Thì như đó là trong giảng thầy nói á là năm mèo tháng mẹo chưa buồn, năm mèo tháng hợi lỵ tuôn dầm về, vậy mà chưa mấy ủ ê trung ương gồng lộn ê hề thay phơi. Thì tại sao mà gọi là ê hề thay phơi? Thì lớp là chiến tranh dịch bệnh ê hề thay phơi đó, lớp thì chiến tranh nè dịch bệnh nè thì mới có vậy thì mới ê hề thay phơi, chứ làm sao mà ê hề thay phơi đó. Rồi trong một cái đoạn nữa đó, long dĩ xà đầu khởi chiến tranh. Ủa, quá rõ rồi còn gì nữa, đúng không? Long dĩ xà đầu khởi chiến tranh, hoặc là đó là mèo lui rầm tới bay dơ dẫn, thế giới chiến tranh khắp nổ bùng đó. Thì cũng ám chỉ vào cái năm rồng, ám chỉ vào cái năm rồng rắn đó. Long dĩ xà đầu khởi chiến tranh đó, cũng ám chỉ vào cái năm thìn năm tỵ. Thì đây cũng có một đoạn nói năm thìn năm tỵ nữa, Trung Hoa hương xà đất long đó, thì cũng nói về năm năm tỵ. Hoặc là hoặc giả đó là như là nói là cái gắn lộn gầm
nhân dân sanh vật, xà các cổ tần hương khởi đến. Đó thì cũng nói về năm 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 tỵ năm thìn đó. Thì những cái khổ sau này á là thầy nói quá rõ rồi đó. Bây giờ là nhìn ngoài thế giới rồi đó, mà còn nói rõ đó là trung ương. Trung ương là ở đâu? Ở đất nước Việt Nam mình là trung ương đó. Trung ương dầm cõi phương Nam, có phải không? Thì trung ương rồng lộn đó là ám chỉ ngay á, là cái năm rồng đó. Thì tôi nói vậy đó, thì quý vị á, là gán mà hiểu rồi á, là mình đó là cố mà thực hành theo những cái lời của thầy già giảng dạy, thà rằng mình biết trước để mình ngừa còn hơn là mình không biết, quý vị ơi. Bây giờ á, tôi cũng là xin á, là chia sẻ cái này cho quý vị nghe một đoạn này nữa nè, thì để á, tu làm sao cho nó nhẹ cái bản thân đó, mình không vướng mắt, giờ chưa không vướng mắt mình đó là thân tâm an lạc đó, tâm mình mới an đó, thì thân mình nó mới nhàn đó. Thì giống như tu nè ha, giống như tu nè, đi là vô tư, xe tan vừa thoáng qua mau, đưa người hôm trước hôm sau đưa mình đó. Ai rồi cũng án tử hình à. Khác nhau ở chỗ thời gian ngắn dài à, khác nhau ở chỗ thời gian ngắn dài. Thôi tự ta tự đổi thay à, giữ tâm chánh niệm đừng lay động lòng à, hoặc là giữ tâm thanh tịnh đừng lay động lòng, đúng không? Gán mình giữ tâm thanh tịnh đừng lay động lòng. Mình giữ tâm thanh tịnh để làm gì? Mình niệm Phật, đừng là động lòng ở cái thế gian này hết. Cái thế gian này là cõi tạm hết, cõi tạm hết đó. Bởi vậy mới nói á, là xe tan vừa thốn qua mau, đưa người hôm trước thì hôm sau đưa mình. Khác nhau ở cái chỗ là thời gian ngắn hay dài thôi, chứ ai cũng chết hết á. Nhưng mà chết rồi có mang theo được cái gì đâu đó. Khi đến á thì không áo, mà khi về á thì trắng tay có mang theo được cái gì đâu. À, giờ tôi xin nó là chia sẻ tiếp cái này nữa nè. Màn tan tóc Phật trời xử trị, khắp địa cầu tan tóc thê lương. Lực của cha xây chuyển khó lường, cho chúng biết trận đồ lập hội đó. Cho chúng biết trận đồ lập hội à. Thì vậy là cho mình, cho dân mình nó biết đó là trận đồ lập hội là hội gì. Hội Long Hoa đây nè à. Mà hội Long Hoa là ở đâu để tôi xin chia sẻ tiếp cho quý vị nghe là hội Long Hoa ở đâu. 2000 năm mở hội khoa thi, đất Nam Việt tại thì núi Cấm à, chừng lập hội nổ ba tiếng sấm, đá cát bay núi lở tan tành, thất Hương Sơn có một cái thành, trời sắp sẵn để dành lập hội à, để lập hội. Ông trời cũng sắp sẵn cho những cái người mà được có là giàu hội Long Hoa đó là ăn hưởng cuộc đời sung sướng à. Tới chừng đó là mình vô là trong cái hội Long Hoa, vô cái thành đó là có vàng ngọc châu báu đó rồi à, hoa lê hoa ly đó là rực rỡ sáng ngời à, bằng pha lê rực rỡ sáng ngời à, Phật để dành mà, để dành sau này lập hội để cho đó là người hiền đức được ăn à. Thì đó là trong là bây giờ mình nói là khó tu khó thì kia nọ, nhưng mà bây giờ này cái thời kỳ này á, kêu bằng là đại ăn xá là chứ không phải còn ăn xá nữa, đại ăn xá luôn á đó. Đó, cho như là trong Phật nói á, hiền lương thì cũng được về làm dân đất Phật giữa trời Tây Phương. Thì mong rằng là mình đó là làm hiền đó, thì mình đó là cũng được về đó là làm dân đất Phật, như vậy là cũng là may mắn lắm rồi quý vị ơi. Hãy gắng cố gắng mà niệm Phật đó.
Còn không á là có một cái đoạn đó là trong giảng thầy nói nè, tu hành giả dối trong tâm thì sẽ gặp ông năm chèo phân xử, còn ai giữ gìn trong tâm sáu chữ thì được ngài đưa rước đỡ năng. À, mình gán tu làm sao mà được đó là ông năm chèo á là ổng là đưa rước mình trên lưng của ổng, chứ đừng để là ổng há miệng ra cái là chen hết vào trong miệng ông năm chèo hết. À, ngày năm chèo ngủ mấy ngàn năm, nay sắp thức đúng kỳ mạt pháp, ông ta thức há to miệng ngáp, xây ba vòng một ngáp 500. Thì mình gắng cố gắng mình tu làm sao để đừng có mà bị lọt vô cái miệng ông năm chèo. À, tôi cũng là xin chia sẻ với quý vị như vậy, thì là gắng cố gắng mà niệm Phật. Ráng nhìn cái quả địa cầu, kẻ hung thảm sầu thê lương. À, mới thấy rõ Phật vương chiếu lệnh, kẻ bạo tàn chết chẳng còn thay. À, kẻ bạo tàn là chết không còn thay. Bây giờ là cái con Medbus là ở châu Phi là nó lan tràn cái bằng chết là 85%. Nếu mà người nhiễm vô là chết. Thì giống như trong giảng thầy mới nói á, là 10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Thì đó, thì là cái con Medbus bây giờ là cái con Covid mới đó, hiện giờ nó đang ở bên châu Phi đó. Rồi cái ở là Hà Nội mình á, là sách Covid-2 nó cũng là hoành hành ở Hà Nội, ngày nào cũng là 700-800. Ở thành phố mình cũng có rồi đó, ở thành phố mình cũng có rồi đó, nhưng mà cũng là chưa có tới cái thời kỳ, phải không? Nó còn là dây dưa nằm nở, nó chưa tới thời kỳ bị bùng phát đây. Rồi là cuối cái năm mèo này nè, giờ chỉ có báo động như vậy thôi chứ chưa có bùng phát. Người đời nay chưa biết lo rầu, cứ mãi miết tranh giành câu danh lợi. Chết tới nơi rồi mà còn là chưa biết lo rầu, mà cứ mãi tranh giành câu danh lợi. Hướng Tây Nam máu đổ lan tràn, còn thay xác chất chồng thành núi. Thì trong đây là những cái lời của Phật dạy, những cái lời của Phật nói, thì tôi cũng xin nói lên đây. Lo dành ăn một con lợn thúi, đúng lực rồi lập lại thượng nguyên. Hướng Tây Nam máu đổ lan tràn, còn thay xác chất chồng thành núi. Lo dành ăn một con lợn thúi, đúng lực rồi lập lại thượng nguyên. Thì giờ này là cái thời kỳ là kêu bằng là cuối mạng rồi, đúng lực rồi để lập lại thượng nguyên là cái đời thánh đức. Khi việc đến đâu còn lo kịp, mà nhào lăn bỏ xác mất hồn. Mình gán tu mà để còn xác còn hồn, chứ để đừng có để mà để là khi mà việc đến rồi là nhào lăn mà bỏ xác mất hồn á. Màn sảy sàng ai rõ thì khôn. Thầy nói á, màn sảy sàng này nè, ai rõ đó thì khôn. Cho nên á, làm là nói là mình á, là gán cố gắng á, mình niệm Phật, mình á, là lo trước đi, chứ để sau này trong giảng thầy nói á, làm sao lo liệu tu cho kịp, bập bẹ nam mô cũng nhập cầu. Cho nên bây giờ này mà từ ngay lúc này mình phải là niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cho đến lúc đó nó quen đi đó, thì có Phật ở trong tâm. Chứ còn đến lúc đó kêu Phật trời cứu, ai cứu mình cho kịp, mà e rằng lúc đó mà sợ quá rồi cái Nam Mô Di Đà cọp không nữa. Có thấy ông cọp trên gần xuống đó rồi đó, là Nam Mô Di Đà cọp không, hay lúc đó là mà Nam Mô là Di Đà rắn nữa đó, thú
đội mãn xà trên rừng nó xuống mà nó tha dương trần, đúng không? Bây giờ này mà không lo Nam Mô A Di Đà Phật cho nó là ở trong tâm đi, rồi lúc đó là tâm sáu động đủ thứ hết, rồi lúc đó là Nam Mô A Di Đà Đà Xà Đà Gắn. Cái nguyên nhân gì mà thú trên rừng nó xuống nó tha dương trần hả tỷ? Cái đó là cái là thú của Phật thầy là thả xuống mà. Cái là thú của Phật thầy đến là cơ lực rồi là thầy thả xuống thú xuống. Đó. Ở trên rừng thì thú ở trên rừng xuống lùa xuống cho ông Năm. Ở dưới này thì ông Năm ông xử. Đúng không? Ở trên rừng thì thả thầy là lùa thú, thả thú cho lùa xuống. Rồi dưới này có ông Năm phân xử. Chứ còn không trốn ở trên núi hết rồi làm sao ông Năm ông xử được. Đúng không? Thì những người mà không tu niệm sẽ bị hùm tha sáu bắt hay sao tỷ? À nè, có thứ cá lớn à, chờ người hung bạo. Cá lớn là cá ở đâu? Là ông Năm đó. Có thứ cá lớn chờ người hung bạo, khi biến chuyển hung hăng nuốt tháo. Đến cái thời kỳ mà biến chuyển rồi á thì á là ổng chờ cái người hung hăng á ổng nuốt ráo hết à. À có thứ cá lớn à, chờ người nghịch bạo à, khi biến chuyển hung hăng nuốt ráo. Nay sắp đến màn trời chiếu đất à, từ nay sắp đến là màn trời chiếu đất, đem lời cơ thần Phật tổ phân, đoạn đường này nguy kịch một lần, ai muốn thoát định tâm hướng thẳng à, thì là thầy cũng nói đó, nếu mà muốn thoát á thì cũng phải định tâm hướng thẳng. Thẳng là thẳng đâu? Thẳng đến đó là Tây Phương. Nam Mô A Di Đà Phật. Định tâm, mình định cái tâm của mình thì mình mới niệm được Nam Mô Di Đà Phật chứ. Chứ là không định tâm thì lúc đó là cứ Nam Mô là A Di là đã xả lúa. Ờ không mà không định tâm thì cứ là chung quanh nè. Nam Mô Di Đà Tiền. Suy nghĩ gì đấy là các thứ. Không định tâm thì nó đủ thứ quay quanh mà. Quay quanh mình hết. Cho nên phải mà định tâm để hướng thẳng Nam Mô Di Đà Phật. Thì nói mà nói là khổ thì ở đâu nó cũng khổ à, ngày mở cửa đạn bom dữ dội, lớp giặc trần lớp giặc thiên cơ, kẻ ác gian trốn chạy đâu bây giờ, sao tránh khỏi thiên cơ lực định, hiểu không? À, là lực đã định rồi thì kẻ ác gian là không có trốn chạy đường nào hết á, có trốn chạy đường nào mà khỏi. Chúng sanh ơi, gán lo hiền đức để mai này chầu Chúa binh hoàng, trong thánh đức Di Lạc tái sanh để truyền pháp cho đời thánh đức à. Thì á là Phật trời kêu mình á phải gán lo hiền đức để mai này còn được về là chầu Chúa binh hoàng. Thì giống như hồi nãy cái đoạn hồi nãy nói á, người hiền lương thì cũng được về, đúng không? Thì nói tóm lại á là ai cũng là Phật trời ai cũng mong muốn là mình đó là được hiền đó. Hỡi chúng sanh cần nên thấu hiểu, ngày định kỳ không thiếu tội chi, có Di Đà là đức từ bi, sao không học rồi mai này đừng có trách đó. Đó là có Di Đà là đức từ bi mà tại sao không học thì mai này đừng có trách, đừng có trách rồi Phật trời không cứu. À. Mong bá tánh đừng gây nên tội để mà còn cơ hội trở về,
màn cuối cùng ta thấy thảm thơi, hết bá tánh đừng ai mê nữa. Nghe mà có thấy tội cho các ngài không? À, có thấy thảm thê chưa? Mà vậy có ai mà ấy đâu? Mê danh lợi nè, mê là vật chất, đủ thứ rượu mê. Nếu như ai tin lời tu sĩ thì ráng tầm sẽ hiểu ra ngay. Còn nếu như ai khinh dễ chơi bay thì kết cuộc hồn ai nấy dữ. Đó. Thì đó là tu sĩ người ta biết, ta nói cho nghe. Thấy không? Thì mình là nghe tu sĩ nói thì mình ráng mình tầm. Mình tầm vô, mình hiểu vô. Đó, thì hãy hiểu ra ngay à. Đó. Phật nói á, nếu như ai nghe lời tu sĩ thì ráng tầm sẽ hiểu ra ngay. Còn nếu như khinh dễ chơi bay thì đến cuộc thì hồn ai nấy giữ thôi chứ làm sao. Chị ơi, thì cho hỏi là cái cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine nó để bây giờ nó kéo dài hơn một năm rồi, có khi nào cái trận này nó kéo dài đến cái ngày lập hội luôn không chị? Đương nhiên á, nhưng mà tôi nói á, cái phần đó là tôi không có dám nói sâu hơn. Thì là nói chung ra thì mấy ổng đánh tới chừng nào là cái chuyện của mấy ổng. Nhưng mà trong sách á, trong sách thầy có nói như thế này nè: đông tàn tây bại sang gà mới ăn. Chừng nào mà ngoài biển Đông á mà nó đánh, mà biển Đông mà thấy nó tan rồi á, nó kéo vô miền Tây, bắt đầu nó bại nữa, thì sang đến năm con gà mới ăn. Đó. Còn không á là đã lâu á, đến thân dậu y như thượng cổ. Đó. Thì lúc đó mới quy cổ diệt kim. Vậy bây giờ mình vẫn còn tu kịp hả chị? Bây giờ này còn tu kịp. Đừng có để mà khi á là chừng khi á là núi cấm bắt đầu lay chuyển, thì lúc đó là định lực cuối màn. Đó là định lực đã cuối màn rồi, không có còn kịp nữa. Vậy bây giờ thì chị có đôi lời nào gửi đến bà con mình phải như là mình quyết tâm mình tu á chị, để tránh khỏi cái ngày đại nạn sau này á chị? Thì giờ là tôi cũng xin nói với quý vị như thế này. Thì giờ là cái đời này là kêu bằng là cũng là rốt ráo dữ lắm. Cho nên là Phật nói là bền lòng niệm Phật thì Phật lo cho mình là cái thứ nhất. Cái thứ nhì nữa đó là niệm Phật một câu thì Phật bù cho 10 câu. Cho nên cái thời kỳ này nó dễ lắm rồi quý vị. Cho nên nó cũng mong rằng là quý vị là gán niệm Phật để sau này là được là về làm dân Phật quốc. À. Thì tới đây tôi cũng không biết là nói gì hơn, cũng xin là chúc quý vị thân tâm thường an lạc. Đó. Rồi là tinh tấn tu hành để đến cái ngày dự hội Long Hoa. Nam mô A Di Đà Phật.